Chị và các bạn, lễ hội Lồng Tồng là hoạt động văn hóa tinh thần của nhân dân, có phần giới thiệu tới du khách gần xa những danh lam thắng cảnh, quần thể di tích quốc gia đặc biệt Atika Định Hóa, tiềm năng to lớn phát triển du lịch của địa phương. Vào sáng ngày 6 tháng 2, tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức khai mạc lễ hội Lồng Tồng Atika Xuân Đinh Dậu 2017. Tham dự lễ hội có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trước giờ khai hội, để tỏ lòng thành kính và tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Re. Lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là Lồng Tồng theo tiếng Tây Nùng và Lồng Tộng theo tiếng Dao đều mang nghĩa là xuống đồng, được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới. Được phục dựng từ năm 2002, lễ hội Lồng Tồng là một trong những lễ hội mang đậm bản sắc của nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa. Được tổ chức thường niên, lễ hội Lồng Tồng đã trở thành nơi quy tụ bản sắc văn hóa đặc trưng của nhiều dân tộc trên mảnh đất Atika Định Hóa, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay ban tổ chức đã có nhiều cố gắng để lễ hội diễn ra thành công. Trong cái quá trình tổ chức lễ hội thì hàng năm du khách đến với lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa thì ngày càng đông. Vì vậy đặt ra cho ban tổ chức chúng tôi là công tác quản lý lễ hội là cần thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy mà chúng tôi đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và làm thế nào để đảm bảo đúng cái lễ hội truyền thống mà đậm đà bản sắc dân tộc nhưng không bị thương mại hóa và cũng không có những yếu tố phi văn hóa diễn ra trong lễ hội. Theo truyền thống, lễ hội Lồng Tồng có phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các nghi lễ như lễ cầu mùa của dân tộc Tày, lễ cầu an của dân tộc Sán Chay, lễ cầu phúc của dân tộc Dao, lễ xuống đồng, cầy tịch điền đã được tái hiện sinh động. Phần hội được tổ chức với các hoạt động sôi nổi như múa lân, ném còn, bịt mắt bắt dê, đi cầu thăng bằng, thi kéo co, cờ tướng, bắn nỏ. Xen lẫn là các tiết mục văn nghệ với những làn điệu si lượn mượt mà cùng những màn múa rối dân gian đặc trưng hấp dẫn người dự hội. Tôi cũng rất là mong muốn là tiếp tục là mình phải giữ và phát huy cái truyền thống của quê hương cách mạng và cần tập trung vào cái bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương của chúng ta ngày càng phong phú hơn. Tôi nghĩ rằng là cái lễ hội năm nay thì mọi người dân đi tham gia lễ hội đều có những niềm vui và niềm tin tưởng đối với công tác lễ hội Lồng Tồng. Vì cái lễ hội Lồng Tồng là một cái nội dung sinh hoạt văn hóa ngàn đời của dân tộc Tày của chúng tôi. Việc duy trì tổ chức lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa hàng năm không chỉ nhằm bảo tồn và phát huy một lễ hội mang bản sắc của địa phương mà còn thể hiện nỗ lực trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc, tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa giờ đây đã không còn là của riêng người Tày mà đã trở thành một lễ hội chung, biểu trưng cho tình đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.